ជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាបានពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាមកភិបមានវីដេអូមកចែកចម្លែកចំណេះដឹងព្រះអភិធម្មក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជីវិតបន្តមកដល់អធិមកខៈចេតសិកនៅក្នុងអធិមកខៈនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបកណ្ណកៈចេតសិកដែលបកណ្ណកៈចេតសិកហ្នឹងគឺជាចេតសិកដែលរត់រេរអញ្ចឹងអធិមកខៈនេះក៏វិការ chúng mùi nâng chất rọt rê đài nâng viêm mẹn ca cực chất tăng ọt tê hai dân nâng dô đăng thị mọc khả ní chì chết sắc cát làng chùm nuôi đa chất cát làng nâng chất nâng phụ ở chất bạp nà lúc chôn và dân thạ tha ạ thị mọc chân năng ạ thị mọc kháo ca bằng áo chất tứ chùm thạ ạ thị mọc khả chân chết sắc mùi bạp hệt ní để miễn dịch ở đây bài thay bằng áo chất tử tử ná cứ tử cánh à rõm để khuôn ấy bằng áo tử chẳng vì nóm chất rồi bao dường nâng bằng áo tử cánh à rõm ná để mà ná cho bao thị mọc hạ nâng bằng áo tử nâng hay vì miễn lẹ cả nạn sử điên dịch thi chẳng vì bố nực nông à thị mọc hạ ní tử cánh nào vì tiên chất từ căn ở rộm này hơi vì chụp được nóng ở rộm nâng nâng là vì đã chất được nóng ở rộm nâng ưu thì họ mà lợi thà vì họ thập bằng ơn được căn phá ca nâng là chừng cáo vì ai khơi sạch chơi anh chân tới được gặp phá ca chơi anh chân tới để thử ở chất nóng chụp chụp bẹn được nóng ở rộm nâng chân bất dân chỉ bằng ơn được nóng lộ phép và lộ phép từ bằng ơn được cả rương ca dù khó có cả ca dù khó từ bà bằng áo anh được nông rương là o kết là o chỉ là thà chỉ là thà chỉ giờ thế bên tai vì bằng áo anh sụp được nông paratana trai anh nó có chất bon cả chân tai là ngày đứa con ưu ti ho ta kể gì ôi bị dơn chân tai ưu ti ho miền đất nam mà nè mà gì à cọp bị mình đuổi để dơn sờ lại như ai nam mà nè chân tai thà quạt năng mình là ó, bạn mình đâu năng là ó để năng có ai thà thị mọc hạ năng đại bằng áo chất tới sẽ đạp kê dù vì kê kịch thành chân tạm kê ấy chân tử ấy có cá tô xạ ấy chân tử ấy chân thị mọc hạ có vì cá tờ tạm năng năng bằng áo chất tử nữa bằng áo chất tử khoa bà nhà năng vì ai bằng áo chất tử khả năng rừng khó hay lẹ cả nạ rồi bó chân bàn lẹ cả nạ rồi bó thì mặc khả này lực làng màu nó sẵn thì thàn lại cần nào miền ca dù chết đã chật xúc rứ có sẵn thì thàn việc mà dân ngập ra đấy sẵn thì thàn nó cứ chỉ ca sẵn là mọt rồi bỏ khuôn ấy kịch thả được nâng chân hải chân bàn lực nâng nâng lại cần nào rồi bỏ thì mặc khả nó giờ điên giờ thiên chân cứ đã chật xúc cho chật xúc nông rừng ấy hãy về khác về bà cài đài bà cạp năng lô phẹ rùm dù mùi mà cha được thể ấy tiệt nâng mình nghĩ đỏ chặt để nâng ấy hai miền rương đầy dân chư bà đê bà đà chả án tiệt đầy dân dù lòng lầm cả lại nâng thay chi sạch thi á ná tê tam bất mình mẹn sạch thi á tê ủ tì hò kênh dây bì rương nẹ tà nà bà cài nẹ thả bòn sở rõn tớ buồn xuồng tớ xông tớ bán sạch đầy sọc hay kịp nhẹ bà áo tớ dân nâng ấy mẹ dân dây thời dân tại tam bất chật nâng ấy cứ thị mọc hạ chết được sắc đại ca chỉ mùi nâng chật nâng vừa ấy chật bây giờ nâng chưa sụp cái thảo ô chẳng mẹ cục nhẹ phá hực hệ chẳng tư chùm này nâng là chỉ cho lòng khát mùi tư cho lòng khát mùi làm bây tư sống sẽ cái đây sọc bì rồi bỏ nâng nâng chúng ta cái thảo đam chơ nà bà cài nâng có sống tư đôi nữ bất tế đi ấy nâng rồi đôi niên sự chia ta thoải dân hành và ăn anh chăng tôi xong đám chớ thoải anh cùng đám chớ chăng tới xong đám chớ mà đám anh chăng tới đó xong tới xong tha và thân à và sân ba nhóm nhóm chọn bàn côn và sân ba chui xâm ra chạy nhóm bàn côn bật mến nhóm nâng vô sự cả rạc mà bố chìa hai sự cái đây xong mà quan nó bị bàn xâm ra mến chẳng bàn là ca đã chật sụp nâng chừng ca bà rương nâng vì mình xâm ra chế dân mềm sư nhạc bà chừa bàn tay rương khá dân xong hết bị bàn xâm ra chẳng
chẳng bà mình đâu chơi thì chưa bà đẹp bà đàn chẳng đó là về từ sông tới ban giờ lại đôi giờ cái đây và thằng nào mấy có giờ bà năng mà sai nói chăm ngày nắng về phòng bồ đi sát phòng chẳng bà đàm là tôi chẳng hạn này chẳng tới bà kênh chẳng hạn Prasama Samput ấy chẳng tới bà ăn rồi mà bà ăn có trả đăng ấy chẳng tới từ bông lái nếu chưa ta nắng ăn miên dô trầm trái thế nắng lẹ cả nạ bạp nắng dương chờ lòng thay chí sạch sạch thịa tay tam bất mẹ này sạch thịa miên chư không lời khỏi đã chật sụp chẳng đời xa ấy kết thả đàm chờ nắng vì bà cái vì xa sạch chẳng vì thế lại nực nông ấy lại nực nông ạ của xa chẳng thị mọc hạ vì tiên chất nực nông rương đá đã khó chẳng sở rộng mà vĩnh cứ mê riêng là thị mọc hạ này dừng dù đằng là nhà thị mọc hạ này cứ việc bạc để bạc cứ vì sự trâu đi mùi vì chạy cái trà chẳng tại đã chặt sụp chưa nông rương ấy mùi chạy lẹ hái cứ ổn miên sẵn sài à khó của tàu đã chẳng á chặt dường nắng bàn sạc sài lọ nắng cứ ở miền kết bị chà na ai về như ngài thì hãy vì miền dập hiệp ta điên đôi dập thiê chẳng công chờ lòng dập thiê cứ chưa chỉ đẹp là không phải để trắm từ ta thị mọc hạ mẹn prai tha chưa thế vấn đề dập điên đang dập thiê chẳng cứ đã chật sụp nó không nắng mình bỏ bỏng để cho nên nó chỉ vật bị chạm ngay bà dưỡng cứ person bà dưỡng mình chạy kết mình chạy tăng chật đôi là ổ thế ai à thị mọc hạ nòm mốc đôi khóa bà nhá vì ai đặt nón phơi dưỡng từ rồi nón phơi khó hay có ai thì lại được nón cà dừa và đẹp đá chưa và đẹp đá được nón rương mình lo xem xem nàng ấy chỉ hai nón ở dưỡng cà mà cha đặt thế rồi có ai miền tô cũng học xem xem tiết pru tài ca đã chặt chưa mình bàn trầm trời tay và đã chặt sụp được nón rương lõ nàng vợ đây tế viên nàng cà sự cái đây lõ nón ấy dưỡng mình miền mà cha đặt thế hay nón chỉ vật bây giờ bàn sọc chẳng biết tổ này chạy lại miền tây bên này tế xuống ạ nó mau tình yêu.